về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con, rất vui khi được đồng hành cùng chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 39, ôn tập. Rất dễ thôi nhưng cần sự tập trung từ các con đấy. Do vậy, chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe video bài giảng để cô trò mình có một tiết học hiệu quả nhé. Phần số 1, tập đọc. Hôm nay chúng ta sẽ được học bài tập đọc Cô bé chăm chỉ. Hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này để biết rằng cô bé đã chăm chỉ như thế nào nhé. Cô bé chăm chỉ. Bé Chi chăm chỉ lắm. Bé đi khắp nhà. Khi thì bé mở vở của chị, Ê A. Khi thì bé đi đạp xe. Khi thì bé khám cho chó Lu. Lu gừ gừ có vẻ thú vị lắm. Vậy là cô vừa đọc mẫu cho chúng mình nghe bài tập đọc Cô bé chăm chỉ. Trong bài tập đọc này, chúng ta lưu ý đọc những từ ngữ sau. Chăm chỉ. Khắp nhà. Ê A. Đi xe đạp. Khám. Thú vị lắm. Và bài đọc này có tất cả là 6 câu. Chúng ta sẽ cùng cô luyện đọc từng câu nhé. Cô bé chăm chỉ. Bé Chi chăm chỉ lắm. Bé đi khắp nhà. Khi thì bé mở vở của chị, Ê A. Khi thì bé đi xe đạp. Khi thì bé khám cho chó Lu. Lu gừ gừ có vẻ thú vị lắm. Vậy là chúng ta vừa cùng cô luyện đọc 6 câu trong bài tập đọc Cô bé chăm chỉ. Vậy thì chúng mình đã biết được cô bé Chi trong bài đọc chăm chỉ như thế nào chưa? Đó chính là bé đi khắp nhà, khi thì mở vở của chị đọc này, khi thì đi xe đạp, khi thì khám bệnh cho chó Lu. Như vậy là bé Chi của chúng ta rất chăm chỉ đúng không nào? Và dựa vào bài tập đọc này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các con tìm trong bài đọc A. Một tiếng có vần am. B. Một tiếng có vần áp. C. Hai tiếng có vần âm. Và D. Một tiếng có vần ấp. Đây chính là bài đọc Cô bé chăm chỉ. Bây giờ chúng ta cùng tìm xem tiếng nào có vần am. Đó chính là tiếng khám. Tiếng khám có vần am. Tiếp theo, tiếng câu B. Tìm một tiếng có vần áp, đó là tiếng nào? À, đúng rồi đấy, đó chính là tiếng đạp. Tiếng đạp có vần áp. Tìm hai tiếng có vần âm, đó là những tiếng nào nhỉ? Cô tìm được những tiếng sau. Tiếng chăm chứa vần âm. Tiếng lắm chứa vần âm. Đó là hai tiếng có chứa vần âm trong bài đọc. Tiếp theo nào, một tiếng có vần ấp. Đó là tiếng khắp. Tiếng khắp có chứa vần ấp. Vậy là rất dễ dàng. Dựa vào bài tập đọc, chúng ta có thể hoàn thành được bài tập số 2.
Cô khen tất cả các con vì đã làm được đúng yêu cầu của bài tập. Cùng chuyển đến bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta tập chép. Các con tập chép câu sau đây. Bé chăm chỉ đi khắp nhà. Và đây là câu cô đã chép mẫu. Đối với câu này thì chữ đầu tiên chúng ta sẽ phải viết hoa, bắt đầu một câu và cuối câu có dấu chấm. Các con lưu ý độ cao cũng như là khoảng cách giữa các con chữ. Nào, bây giờ hãy ngồi thật ngay ngắn cùng với bút và vở ở trên bàn và viết cho cô câu này nhé. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.